Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Và mình là Thắng này. Và hiện tại thì Thắng mới làm xong clip. Nhưng mà Thắng không hiểu tại sao Thắng ăn cơm lúc 19 giờ mà bây giờ mới là 19 giờ 40 phút thôi mà Thắng đã cảm thấy đói. Và trong đầu Thắng xuất hiện cái cảm giác thèm được đi ăn lẩu. Nên là Thắng đã quyết định cầm điện thoại lên và gọi ngay cho cái thằng hàng xóm này đến đây để đi ăn lẩu cùng với Thắng. Bây giờ Thắng cùng với Lo sẽ đi xuống phố để ăn cái nồi lẩu mà Thắng rất là thích luôn. Thắng đã ăn ở đây 4 đến 5 lần rồi. Nhưng mà Thắng vẫn không biết tên cái nồi lẩu ấy nó tên là gì và cái nhà hàng đấy nó tên là gì. Cái nhà hàng đấy nó nằm ở trên cái con đường nó tên là gì. Thắng chỉ biết cái vị trí đi đến đấy ăn rồi vác xác đi về. Thế thôi, còn gì mình không quan tâm nhiều. Ok, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị quần áo và giày dép để đi hốc. Yes. Ok, và bây giờ thằng Lam sẽ kèm mình nè, bật khóa lên. Trong cốc có mũ. Cười mũ này vào. Mũ đâu? Ngoài tối quá, cười vào. Cùng cốc bên đây. Bây giờ thì thằng Lam sẽ kèm mình nha. Cái con mèo của mình là mũi đi. Mũi là mũi à? Hả? Tôi gọi. Đi thẳng nha. Ô tô gọi. Ô mình kìa tô. Ba cái ô tô đi. Đi đâu? Ra phải nha. Ô tê. Phải nè. Chứ phải. Chẳng em phải năng đi nữa. Quay. Tôi à. Đây cô tù. Ok, còn rất là. Ok, bọn ơi, bọn mình tới nơi này. Nào mạnh lên. Còn quá đông nhỉ. Ủa? Ok nha, thì mình mới gọi một nồi lẩu nước cốt dừa với một chai nước suối. Thì ra cái nồi lẩu mà từ trước đến giờ mình ăn là tên của nó là lẩu nước cốt dừa. Bây giờ mình biết luôn đấy, đi ăn vài lần rồi mà mình còn chưa cả nhìn tên quán nó tên là gì. Rồi tí nữa ăn xong thì mình sẽ quay ra mình nhìn tên quán nó tên là gì. Yes. Còn bây giờ thì mình sẽ cho người ta mang nồi lẩu lên đặt vào đây. Là chanh này. Trông cái này không? Trong này có cái nước chấm rau thì có cái nước chấm cái tương ớt. Hết mất cái nước chấm một kiểu như là tương ớt rồi nhưng mà nó ăn ngon hơn tương ớt nhiều. Tí nữa mình sẽ xin người ta sau. Đây này, cái nước này này. Thấy chưa? Nó không phải là tương ớt đâu mà ăn cũng cay cay mà nó ngon. Ngon. Thì đây là nồi lẩu của bọn mình nè. Đây là trong nồi lẩu của bọn mình này. Ồ, cái này là cái quái gì ta? Cái này là chả cá này. Cái này là chả cá này và thịt. Thịt gì nhỉ? Cái thịt gì mình còn không cảm biết là thịt gì luôn đấy. Cái này là chả cá nha. Cái này là kiểu như là thịt bò Mỹ sao hay là thịt bò ba chỉ. Lấm này, tôm này. Và đây là cái kiểu như là cái dạ dày cá hồi ấy. Đây là đậu này, biết rồi. Còn ở dưới này là rau. Dưới này là rau, rau cải, rau bắp cải thôi. Rau cải bao tử. Đây cũng là rau này. Ăn lẩu này rất là nhiều rau, mình rất là thích ăn lẩu này bởi vì nó có nhiều rau nên là mình rất thích luôn. Bây giờ thì mình sẽ thả đồ vào nồi lẩu này. Đây là chả cá này, thả một phát hết luôn. Tôm này, mình không thích ăn tôm. Hình như là cái nồi này dành cho 3 người ăn nhưng mà bọn mình có 2 người nhưng mà vẫn chắc chắn là bọn mình sẽ ăn hết luôn. Ôi, này, to dám ăn. Thấy cả nha, mình sẽ thái sạch đậu vào, thái hết đồ vào luôn. Cậu ơi, đây là cái gì nhỉ? Bao tử cá ba sai nhỉ? Là bao tử cá ba sai nhá, các bạn nghe rõ chưa? Bao tử cá ba sai chứ không phải là sản phẩm cá hồi nha. Cái này gọi là gì? Hả? Bánh cứng à? Bán động. Vào, tung để ăn lẩu.
Bây giờ chỉ còn đợi cái nồi lẩu này nó sôi thôi. Còn đầy rau này, cũng được ăn. Ở nhà ăn cơm chưa? Cái gì đâu? Đã sôi đâu? Đã sôi đâu mà ăn? Chấm cái nào? Chấm cái này không? Ngon rồi. Mình rất là thích chấm cái nước này luôn, cái nước sốt này mình sẽ tưởng vào đây. Chấm chung với bột canh. Bột canh chanh tiêu ớt. Mà cho ít đây, cho nhiều vào chấm mới ngon. Ăn ớt không? Ừ, hết rồi. Hóng lên cho hoa muối nó tan này. Đã sôi đâu. Ừ đấy, sôi này, bây giờ mới bắt đầu sôi này. Cho rau vào. Gắp rau cho vào. Ăn lắm không? Cái thằng Nam ấy, thằng Nam nó bị đếp điếc nên là mình nói không nghe tiếng đâu. Mình phải gọi nó, gọi thằng mặt nó, nói chuyện thằng mặt nó thì nó mới nghe tiếng. Lắm nè. Mình mời tất cả các bạn nha, đây là váng đậu này. Đây là bên chả cá này. Ăn nhớ ăn ăn gì? Ngon không? Mẹ bưởi ăn đi. Thoại một thoại đâu? Ôi. Ăn thịt bò chưa? Rau này. Các bọn mình quên không thả lấm này. Thả lấm vào cho nó ngọt nước. Mình rất ghét đi ăn lẩu mà có rau muống ấy. Bởi vì mặt mình có sẹo ấy, cả hay lên mụn ấy, nên là mình không dám ăn rau muống. Mình sợ. Mình sợ ăn rau muống là sẽ bị sẹo lồi. Ăn lẩu đấy rau rất là ngon luôn này. Thấy không? Rau rất là lon luôn này. Kể cả rau muống cũng rất là lon luôn này, các bạn nhìn xem. Rau muống lon này, lon này. Cái rau này nó là rau gì đấy? Rau đâu hết rồi. Rồi, ăn tôm mày, tôm chín rồi. Ăn hết rau này. Ăn này chưa? Chả cá ấy. Bây giờ mình sẽ thả mì tôm. Ăn mì tôm không? Ăn mì tôm không? Có. Ôi. Ăn một canh nó đi. Đi ăn lẩu mình rất là thích ăn mì tôm luôn nhá. Vì cái nước của nó ngọt thì nên mì tôm rất là ngon luôn. Chứ còn bình thường ở nhà mình không ăn mì tôm đâu. Ăn mì tôm thành một bún á. Nó bắt được gấp nha. Thank you.
Okay, và sau 1 tiếng đồng hồ thì bọn mình đã ăn sạch luôn này. Còn rất là nhiều rau luôn. Nồi lẩu này thì bây giờ chỉ còn nước thôi. Rất là tiếc khi mà không hút được hết chỗ nước này. Bây giờ thì bọn mình sẽ ra đi thanh toán và đi về nhà. Okay, yes.